Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Chào mừng mọi người đang đến với tập tiếp theo của chương trình Hành Trình Tháng 7 của kênh YouTube Trọng Cà Mau. Kính thưa mọi người, và hôm nay Trọng đến thăm chị Phượng ở bên cái quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm trước là Trọng đã có chia sẻ đến quý vị một cái hai cái video, một cái là cái lời cầu cứu giúp đỡ của bên gia đình của chị Phượng, và cái clip thứ hai là Trọng đại diện cho Mạnh Thường Quân đến để giúp đỡ cho chị, thì cũng được khán giả rất là quan tâm luôn. Và hôm nay chương trình Hành Trình Tháng 7 của kênh YouTube Trọng Cà Mau sẽ đến đây để thăm lại các bé nhà chị Phượng. Nghe đâu các bé đã có một cái em hôm trước có bầu đó, hôm nay nó đẻ ra một đàn rồi, và hôm nay Trọng đến đây để tặng cho các em một bao hạt cho các em ăn từ cái quỹ chương trình Hành Trình Tháng 7 của kênh YouTube Trọng Cà Mau. Như ở những tập trước Trọng đã có chia sẻ với quý vị rồi, tất cả các cái clip khi mà Trọng có nhắc đến cụm từ Hành Trình Tháng 7, hoặc là ở cái đầu tựa nó có cái dòng chữ Hành Trình Tháng 7 tập mấy, thì Trọng đều có những cái món quà gửi đến những cái mảnh đời Trọng quay, có thể là tiền, có thể là thức ăn, có thể là hạt, có thể là gạo, tùy theo cái điều kiện cũng như là cái gia đình đó cần cái gì, mà Trọng cảm nhận được cái hoàn cảnh đó họ đang cần cái gì thì Trọng sẽ xoay sở làm sao. Tất nhiên cái món quà nó cũng bé bé nhỏ nhỏ thôi, nó cũng dao động trên dưới 1 triệu đồng, không ai được vượt qua cái đó hết, thì Trọng không có điều tiền. Thì bây giờ thì Trọng xin kính mời tất cả quý vị khán giả cùng theo chân Trọng đến thăm các bé nhà chị Phượng nhé. À, kính thưa quý vị khán giả, đây là mấy em. Mấy bé ở đây mọi người nó ít tiếp cận với người, nó ít tiếp cận với người nên là nó gặp nó sủa dữ lắm. Ờ cho trời ơi. Nè, ăn đi. Liền, ăn liền. Nè, cho con nè. Siki, cho con nè, ăn đi. Nín đi. Siki. Không có sữa nữa. Nè. Đi. Không có sữa nữa. Im. Trời, có hai ba hồi sao mà nín được. Đây đi nè. Im. Đây nè. 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 Rồi, ăn đi, đi lên. Mới mua mọi người. Thôi. Đây nè. Trong này nó cũng có nhiều bao lắm. Đây nè. Nè chị, nè chị. Đây nè. Em ơi. Đây đây. Nó sủa dữ lắm. Thôi. Đây nè, là. Con này nó tát mình đó. Thôi con. Đánh đi. Em cho. Đánh đi. Im ơi. Đó. Nè anh cho ăn nè. Mấy bé này là còn nguyên hả chị Phượng ha? Có một con đen. Con đen á là bố muội xin cho siêu thị rồi.
có nghĩa là muội xin. Ok, thì muội là một cái mạnh thường quân, một cái người hỗ trợ các bé ở đây chích ngừa rồi triệt sản nữa, nên là bé muội mà có nhận đi em nào đó là thuốc của em chứ không phải là cái gì hết. Ê, mấy cho con chị? 8 con. 8 con hả? Đẻ sai ghê ha. Lần nào cũng 8 con đó. Mới 8 hay sao mà con ước vậy? Mấy con này mới vô 8 xong á. Ờ, 8 hả? Ờ, mới vô 8 xong á thì... Đâu cho em mượn một con bé cuốn này bé này ơi. Mới nào? Đó, đó, à. Chuẩn bị tắm mấy con này nữa nào. Nắng cũng tắm hả? Dễ thương không mà quý vị? À, mới nói lần sữa đó. Thôi nè, 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 cho con nè, không sữa đâu em. Ngậm cái thức ăn nè. Cũng thôi, em. Con em đi. Không có sữa nữa. Nè con. Thức ăn trọng mang đến là thơm lắm. Thức ăn này, thức ăn... Tám bé nha. Cái này cho dễ thương á. Không biết có quý vị nào mà nhà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chồng cũng nói thiệt, mít lần trước đặng lần sau, với cái điều kiện là có nhà có cửa, chứ bị gì thuê nhà trọ rồi sau này mất công lắm. Thì nếu có yêu thương thì liên hệ với chồng, và chồng liên hệ với chị Phượng để nuôi phụ chị Phượng mấy em này. Mà cũng phải là nói thiệt nha, chồng cũng phải nói trước, nói gì nói thằng nữa mít lần sao cô, mình nói là bị gì sao của mình đã. Trong tuần rồi chồng cũng đã hỗ trợ giúp đỡ 4-5 cái người phải dời mấy em chó đi vì cũng vì cái chuyện ở trọ. Nên là bây giờ nó nói ở trọ xin thì mình không cho được. Không được đâu, mấy người ở trọ hay. Dạ dạ, về quê lắm, không được. Đúng rồi. Thì á, đây mấy em này chị Phượng cũng muốn là có ai đó mà hỗ trợ nuôi á, nuôi thương yêu và nuôi giúp chị nữa. Cái này chết giật nha, chết giật. Cái gì chứ? Chúng đi chơi. Chừng lắm. Nè chị. Bông quà. Cái này em có cái chương trình hành trình tháng 7. Hành trình tháng 7 cũng đến thăm một số cái nơi mà em thấy có đủ điều kiện á. Thì em có gửi tặng cho các em đây. Các con. Một cái bao hàng để cho chị phụ chị cho em. Dạ, chị cũng cảm ơn trọng với. Dạ dạ. Mấy người nhiều. Cưng quá mọi người ơi. Có chứ nhờ, có. Mấy con được chị? 5 con được, 3 con cái. Nè, đây con nè. Này bồng qua đây hết. Sao đi. Có thằng ông này không lại cái màu kỳ cục vậy nè. Nó bị lớn, nó bị lai nè. Con lai thằng nào vậy? Lớn nó lai cái màu. Cái này con giống cha mày đúng không? Giống cha mày đúng không? Nè, này giống mẹ nè. Chui đâu rồi, chui đâu vậy? Chui ra đây, qua đây chơi nè. Qua đây chơi. Rồi, qua đây chơi. Còn một đứa nữa. Còn một đứa đâu rồi? Con này cũng đẹp nè chồng. Con này cũng đẹp. 8 bé mọi người ơi. Đẻ sai lắm, hồi lúc mà có bầu chị Phượng nói rồi, chó chị đẻ sai dữ lắm. Đã khổ rồi mà nó đẻ con nặng nấy sai. Cưng chưa? 2, 4, 5 Nằm đã không? 2, 4, 6, 7 Một đứa nữa. 2, 4, 6 Đủ rồi, đủ 8 rồi. Nè. Đẹp chưa? Hồi bữa nó muốn gì quá, từng gọi mẹ nó bị hạ canxi. Nè, trời ơi. Rồi cái ông đen này, tiếu nè. Cái ông đen này dầm lông nè, tiếu không? Tiếu lắm à. Có con này tự nhiên sao nó bị không biết nó mơ hồ nó đi mốt lớn đi đường. Ngáp hả con, nãy giờ ngáp mấy lần rồi, đòi ngủ hả? Phải tập cho nó để nó đứng lên trà hai. Ngủ hai cái chân nó yếu quan trọng. À, hai chân nó. Rồi. Riêng bé này em chỉ ha chị Phượng ha. Dạ. À, chị mua cho em một sợi dây thun lưng luồn quần á. Chị buộc cái chân này buộc vừa thôi nha. Cái chị kéo cái chân kia chị buộc lại thẳng này nè. Hai cái cho nó bằng cái chân á. Chân bằng mình á. Đó, là cái này là anh tự đi. Là nó nhón đi rồi đó.
cô cho nó viên canxi đi chị. Lấy một cái em bên bên thú y qua nè. Cho nó viên canxi với chị buộc chân nha. À, buộc chân chắc chắn đi được. Ờ. Nhưng mà chị thấy sao chị? Hai đồng xu còn cái đó. Thành thương buộc chiều lại khoảng gì nè. Chiều khoảng cái chân đi. Em muốn hay lên. Em muốn hay để gì nè cho nó. Đúng rồi. Cũng tập quá. Hay cái để cái chuôi. Dạ. Để em hay để nó vậy nè cho nó đi nè. Để tự nhiên cái tự nhiên vậy. Tám bé này thì chị Phượng thật sự là bà không có khả năng nuôi luôn á. Nhưng mà cho thì không biết là cho ai. Mà thì chồng cũng hy vọng là có khán giả mà đang cần nuôi á, những người mà chồng nghĩ là cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh này nè, Củ Chi hay là gì đó mà cần thương mấy em bé này á. Đây cũng bị nè. Con bị một chân. Nó bị một chân. Chân nó bị thiếu canxi á. Cho uống canxi vô chị. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay chồng đến đây á cũng rất là vui. Rất là vui mừng khi mà cái lúc trước mình hỗ trợ cho chị Phượng làm được cái này. Làm được cái này. À, bây giờ các em nó có cái mối ở đàng hoàng. Ơ chị, cái gạch đó ta không làm nữa hả? Chưa có làm được, hôm nay đang bị... Dạ, vẫn chưa đủ vô xanh vụ đó hả? Nói chứ mọi người biết không, cái em này nó tiếp xúc với người á, nên là bây giờ nó sủa quá. Thật ra nó sủa như thế này là người ta có hàng này, người ta có lên tiếng á, không trách nào. Tại vì nó sủa nó không có ngừng luôn, la nó không được luôn. Thì thật sự mà người ta có phiền lòng, người ta có hàng này á, mình không trách nào được. Mình nuôi á chị, mình phải làm sao cho nó mà mình la là nó không sủa. Bao nhiêu đôi bằng chó nhà chồng đâu, nhỏ hơn chó còn chó nhỏ nhỏ, chó nhà chồng chó bự và đủ loại luôn. Chồng chỉ cần hét một tiếng rồi im phăng phắc, đố con nào dám la luôn. Nên là mọi người thấy không, chồng ở gần nhà dân, ở cặp bên luôn, không ai la hết. Tại vì sao mà chồng chỉ cần gì nè, đứng xuống gì nè, nhìn gì nè, im phăng phắc. Còn đây là mấy con này nó chị không có thời gian ở nhà với nó nhiều á, nó sủa kinh không. Thôi chị Phượng ơi, bây giờ là... Nhưng mà nó lạ, ở trong đây nó dắn người quá. Nó mà thấy người quá là nó thấy người quá là nó sửa. Thì cũng ngắn gọn thôi. Là hôm nay chồng đến đây để thăm chị Phượng. Rồi thăm các cái bé chó đây. Tại chồng cũng hay tin là cái bé chó bầu hôm trước á, bé chó này là đã trước khi chồng quay là có bầu rồi. Thì chắc chắn là nó sẽ là sinh sản này, không dừng lại được. Thì cũng nằm trong cái chương trình hành trình tháng 7 của chồng, thì chồng có trích ra 950.000 để hỗ trợ cho các bé ở đây một cái bao hạt phụ chị Phượng cho nó ăn. Thưa chị Phượng ha, hôm nay đến đây gì thì em thấy em rất là mừng, cũng là chúc mừng cho chị là có được cái nơi như thế này để lo cho các em. Dạ. Thế bây giờ thì chồng xin phép được dừng lại cái video đây. Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có thiệt là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là ủng hộ chồng trong cái chương trình hành trình tháng 7 này. Cho chồng một like, một share. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vô cái nút đăng ký kênh để hỗ trợ chồng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại ạ.